Làn da của các bác sẽ căng mọng chỉ sau một đêm. Tôi không hề nói quá nhưng các đồng chí ơi, mấy hôm nay các đồng chí thường xuyên comment vào những cái video của tôi và hỏi về cái làn da của tôi sao nó căng mọng thế. Thì bí quyết thực sự là tôi cũng mới chỉ phát hiện ra thôi và tôi rất nóng lòng để trải nghiệm cũng như chia sẻ với các đồng chí, đó là em Essence Zumiso Snail Mucin 95 cộng Peptide. Em này mọi người hiểu nôm na nó là dòng Essence, tức là một dạng cái bước đệm giữa toner và serum, và em này thì có tới 95% là dịch nhầy oxen và 5 loại peptide. Dịch nhầy oxen thì sẽ giúp cho các da các đồng chí coi như là dịu nè, cấp ẩm nè và phục hồi. Còn 5 loại peptide sẽ giúp các bạn tăng sinh collagen và nói chung là cải thiện độ đàn hồi cho làn da. Còn các bác nhìn cái gì nhỉ? Cái texture của nó mà xem, trời ơi nè. Nó đúng là dịch nhầy oxen các bác, nó đúng là dịch nhầy oxen luôn thực sự. Và khi mà mình bôi lên da ấy, thì lập tức nó sẽ thấm vào da giúp cho làn da các bác căng ẩm, và sau khi các bác bôi xong ấy thì da các bác sẽ có một cái độ căng bóng nhất định và nó sẽ duy trì cái cảm giác căng bóng này khoảng tầm một vài tiếng đồng hồ sau đấy. Nếu như bạn nào mà không biết sử dụng được mỹ phẩm ấy thì mua một em này thôi, buổi đêm thì bôi em này rồi đi ngủ, ban ngày thì bôi em này xong rồi bôi kem chống nắng. Còn bác nào mà đã qua expert về mỹ phẩm rồi thì có thể dùng thêm em này vào giữa toner và bước serum nha. Nói chung là rất đáng đồng tiền bác ạ. Thật sự là tôi dùng được đúng một đêm thôi mà hôm sau làn da của tôi đã cảm nhận được rất là rõ ràng, và tôi cũng cực kỳ thích cái cảm giác em này bôi vào buổi sáng kèm với kem chống nắng. Nhưng mà nói chung là với cái giá là tầm lên đến 300.000 cho một lọ bao nhiêu 140ml thì tôi nghĩ vô cùng đáng tiền để các anh em số tiền nha. Đặc biệt là những bác nào mà làn da mình bị cháy nắng, làn da mình bị khô, và đặc biệt là thời tiết hanh khô ở miền Nam thời gian này cũng như là ở miền Bắc đã vào đông rồi, thì các anh em rất là cần một cái lọ dưỡng cấp ẩm, giữ ẩm cho làn da của các bác. Và thực sự là mọi người nhìn này, trời ơi, da nó rất là đàn hồi và nó cực kỳ là căng mọng. Thuần là cấp ẩm thôi nhưng mà đỉnh cao anh em ạ, đỉnh cao nha. Chính vì vậy mà